hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong MMO thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái kèo Aerop Drop cực kỳ xịn sò anh em nha thì uh, ok thì um, khi anh em uh, tham gia cái Aerop này thì uh, nó có tên gọi là E uh, Drop của cái thằng uh, Brand anh em nha đó thì uh, khi anh em uh, tham gia Aerop, này ha thì anh em sẽ có cơ hội nhận được là 20 BTRST thì hiện tại cái đồng này đã list uh, coi mất cáp ha và nó có giá là 37, à, 37 đô trên một cái đông này ha, thì tính ra à, anh em lấy là 20 này nhân 37 là nó tính ra anh em sẽ có cơ hội nhận được là đến 740, 740 đô anh em ha. đó kèo này rất là ngon luôn, xịn sò. Thì à, nếu à, nếu anh em nào mà trúng được á, thì phải nói là cực kỳ như là trúng số anh em nha, rất là ngon. Đó, thì cái nhiệm vụ e drop nó hoàn toàn miễn phí cho nên là à, tất cả anh em nên à, hãy à, đăng ký ha. À, giống như là mình đăng ký cho mình một cái cơ hội à, cũng như là một cái vé sổ số, số ha. À, biết đâu anh em vào cái danh sách may mắn. À, thì ở đây nó sẽ có 537 suất ha, random. À, nằm trong 537 suất thì à, trước khi mà tham gia drop này thì mình cũng chúc tất cả các anh em à, khi đã làm cái drop này thì chúc tất cả anh em nằm trong cái danh sách là nằm một trong 537 người à trúng cái random này anh em nha. Kèo này cực kỳ xịn luôn và cực kỳ nóng. Đó. Ok thì ở đây nó có đáp án áp, áp sẵn luôn nè. Đáp án thứ nhất là 250 50 triệu nè. Đáp án thứ hai là 0% và đáp án thứ ba là tất cả à, các nhiệm vụ. on à, of the world. Rồi ok. Có một nhiệm vụ cuối cùng là anh em cần phải xem hết video ha. Thì anh em sẽ kiếm được thêm điểm thì lúc đó mình sẽ tăng lên cái cơ hội để mình có thể lọt vào cái danh sách này ha. Rồi ok. Thì đầu tiên anh em xuống phòng mô tả video kích vào link đăng ký nha. Đó Ok Thì ở đây nè Nó nói là Brandtest là một mạng lưới tài năng phi tập trung ha Đầu tiên để kỷ niệm sự ra mắt của BRTST Và quảng bá rộng rãi Thì chúng tôi đang mang đến cho bạn một cơ hội à, Một cái phần thưởng từ cộng đồng 20.000 BTR, BTRS ăn mừng ha à, Bởi vì nó không chỉ là một cuộc khởi chạy mainnet Mà nó cũng là một phong trào đó, thì anh em sẽ đăng ký vô đây để tham gia nè đầu tiên tên đầu tiên ha anh em sẽ nhập cái tên của mình vào họ à, tên không dấu, rồi họ, rồi tiếp theo anh em sẽ nhập địa chỉ email, rồi anh em bấm vào bạn là con người, tiếp tục bấm tôi đồng ý ha, sau đó bấm vào, rồi bây giờ anh em sẽ vào email kiểm tra, thì nó sẽ gửi một cái mã code về ha. Rồi nó sao chép nè. Rồi anh em sẽ dán vào. Rồi bấm xác minh, mục nhập. Đó. Ok, bạn à, đang ở trong ha. Rồi. Tiếp tục à, đầu tiên ha, mình sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là theo dõi Twitter anh bấm vào được 25 điểm nè, bấm follow. Rồi anh em bấm theo dõi nè. Rồi anh em quay lại. Rồi cái nhiệm vụ thứ hai là theo dõi Adam Jackson ha. Rồi bấm theo dõi nè. Rồi bấm quay lại. Rồi, Rồi, bấm follow rồi đúng không? Mình sẽ kiểm tra hai lần để cho chắc anh em ha. Rồi, cái thứ ba, bấm follow tiếp nè. Bấm uh, theo dõi nè. Thì đây là những cái uh, những 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 cái người điều hành cái dự án này ha. Rồi, tiếp tục retweet uh, Twitter này ha, retweet nha. Retweet nè. À, anh em kéo xuống đây anh em bấm uh, chữ tweet do reply nè. Rồi bấm quyền ứng dụng ha. Đó. Rồi tiếp tục bấm vào tít về việc ra mắt. Được 25 điểm bấm tít nè. Rồi anh em bấm chữ đăng tít cho mình. Đó, cái nào nó xong thì nó sẽ tít cho anh em ha. Rồi bấm lại cái tít này. Bấm tít lại. Đó, cái này đăng tít rồi nè. Rồi tiếp tục tham gia máy chủ Brand Trust. Em bấm vào. Tham gia Discord ha. Hãy xem thang giới thiệu và chúng tôi biết lý do bạn hào hứng với nhiệm vụ Brand để kiếm điểm. Đó, và cho chúng biết không? Tham gia nè. Tham gia trên Discord. Rồi bấm chấp nhận lời mời. Rồi bấm chấp nhận lời mời tiếp nha. Đó, bấm vào thang nè, welcome. Đó. Ok, như vậy là quay ra. Quay ra. Rồi quay ra. Rồi, tiếp tục tham gia Brand Office Show. Telegram, bấm vào tham gia Telegram. Bấm join nè. Đó, rồi mình gửi một ít tin nhắn ha. Đó, bấm vào vài tin nhắn. Đó. Ok, nó hạn chế nhắn rồi ok thì mình như vậy được rồi ha rồi quay ra bấm quay ra rồi tiếp theo là đọc báo cáo chính thức của brand à, nhiệm vụ đầy 100 điểm bấm vào tìm hiểu về sứ mệnh brand à, và mã số trong sách trắng của chúng tôi giải bài kiểm tra bóp sau đó để kiếm Điểm à, thưởng ha. Đó, tìm hiểu về sứ mệnh nè. Sau đó vào mã số trong sách trắng của chúng tôi. Giải bài kiểm tra bóp. Sau đó để kiếm tiền thưởng. Bấm vào tìm hiểu nè. Đó. Thì ở đây là cái sách trắng của nó nè. Ừm. rồi anh em kéo xuống à, đây là sách trắng của nó anh em kéo sơ ha ok rồi quay lại đi quay lại này đó. rồi tiếp tục tiếp tục nè à, câu đố vui à tổng nguồn cung cấp mã thông báo đang tồn tại là bao nhiêu rồi thì ở đây mình sẽ bấm vào đó thì cái câu đố đầu tiên là mình sẽ là 250 triệu nha 250 triệu anh em kiểm tra lại một lần nữa nha đây là cái kết quả nó có sẵn năm à, 250 triệu nha rồi bấm cung cấp câu trả lời rồi tiếp theo câu đố thứ hai này à, brand thu phí gì à, từ telen cho các công việc mạng trên công việc trên mạng ha thì anh em bấm vào chữ không phần trăm đó câu hỏi tiếp theo là không phần trăm ok bấm vào cung cấp câu trả lời tiếp theo Câu hỏi là người dùng nhận được giá trị từ gì từ mã thông báo brand ha thì mình sẽ chọn là gì kéo xuống phía dưới anh em chọn tất cả các mục trên đó on off double ha tất cả các mục trên đó. anh em nào có tiếng, tiếng anh thì thì nó, cái đây là mình cốp trên google chrome cho nên nó dịch ra ha bấm vào tất cả các ý trên này sau đó là cung cấp câu trả lời đó, ok tiếp tục đăng ký kênh youtube test này bấm vào Bấm vào theo dõi ngay. Rồi bấm đăng ký nè. Đó. Bấm chuông luôn. Bấm chuông tất cả luôn em nha. Đó. Rồi. Quay lại nè. Giá dầu thô đã đạt mức cao kỷ lục mới. Và sau đó đảo ngược xu thế trong năm 2020. Quay lại nha. Rồi. Tiếp tục nè xem BTRS ra mắt AMA với những người đồng sáng lập tại brand bấm vào đó thì anh em sẽ xem nha xem thì anh em sẽ phải xem toàn bộ video này để kiếm được một mục nhập ha. anh em bấm vào xem rồi đó All right. Hey, everybody. Hello, Hello. LinkedIn community. Hello, Gabe. How are you? Good to see you. Good to see you. We were locked away Thì anh em ráng xem nha. anh à, em ra cool xem với mình luôn ha. À, so, mình phải so xem magical. hết cái video này xong bắt đầu mình. Uh, yeah, tại vì mình khi mình xem đủ á, thì là uh, cái số điểm mình sẽ được tính điểm, uh, uh, được tính điểm điểm nha. À thì mình xin dừng cái video tại cái khúc xem video này ha à, mình sẽ xem video thì các bạn cũng xem à, các bạn xem hết đi rồi xem hết video xong mình sẽ tiếp tục mình quay cho bạn các bạn xem tiếp nha cái thời gian mà chờ video này cũng khá lâu anh em ha rồi mình xin quay lại anh em ha Thì sau khi xem video khoảng chừng khoảng, khoảng 15 đến 20 phút ha thì nó đã tích cái dấu tích rồi anh em ha Như vậy là xem xong video Tầm anh em ráng coi cho hết video anh em ha 15 đến 20 phút Rồi Tiếp tục cái mục uh, cuối cùng anh em bấm vào giới thiệu bạn bè nè Thì mình sẽ nhận được là 225 điểm ha Đó Ok anh em sẽ uh, Copy cái link này ha chọn tất cả Sau đó là sao chép nè Để anh em đi giới thiệu bạn bè nha Đó. Ok anh em nha. Rồi như vậy là xong. À, thì à, cái dự án này sẽ kết thúc vào, vào ngày 30 tháng 9 nha. 30 tháng 9. Thì hôm nay là 16 rồi. Đó, thì còn à, 14 ngày nữa anh em nha, còn nửa nửa tháng nữa đó ha. Nửa tháng nữa. Thì à, ở đây là này sẽ có 537 người chiến thắng anh em nha. Đó, 14 ngày nữa, còn 14 ngày 23 giờ. Xem quy tắc thì anh em sẽ bấm vào chữ xem quy tắc này đó quy tắc này thí sinh có số lượng bài dự thi nhiều nhất vào cuối thời gian của cuộc thi sẽ được công bố là người chiến thắng à, one à, là người chiến thắng là một à, một ngàn. btrs này t này sáu người chiến thắng thì năm trăm đó ba mươi ti là ba mươi người ba mươi người chiến thắng là được hai trăm btrs ha và năm trăm người chiến thắng là sẽ được là 20 20 cái đồng btrs thì à, có thể là mình à, làm sao mong cho mình được một trong 500 người chiến à, thắng được là 20 btrs em nha tất cả các thí sinh phải tham gia nhóm telegram chính thức bằng tài khoản có tên người dùng telegram và phải đăng tin nhắn à, trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi nha đó, nghĩa là anh, anh em phải lên cái tên kênh telegram của nó à, nãy em có tham gia đó anh, anh em sẽ tương tác cho nó ha gửi tin nhắn. từ đây cho đến 30/9 ha, anh em sẽ thường xuyên đăng đăng tin nhắn trên đó ha. Kết thúc cuộc thi, những người không thuộc nhóm Telegram sẽ bị loại khỏi bất kỳ giải thưởng nào. Mỗi thí sinh chỉ được gửi một lần duy nhất. cuộc thi sử sử dụng tính năng tự động phát hiện gian lận và thư rác. Và nếu bài dự thi bị gắn cờ thì bài dự thi sẽ được coi là không hợp lệ. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Cuộc thi kết thúc vào 23 giờ 59 ngày 30 tháng 9. Người chứng tán sẽ được công bố vào thông báo vào và thông báo sau 5 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc. Brain có quyền chấm dứt cuộc thi bất cứ lúc nào và và vi bất cứ lúc nào và vi bất kỳ lý do gì nếu các điều khoản và điều kiện bị vi phạm. 6 là sự minh bạch bảng xếp hạng có thể được xem công khai trong suốt cuộc thi và danh sách những người chiến thắng à, sẽ được công bố sau khi cuộc thi kết thúc tất cả các thí sinh đồng ý có tên à, và đã đăng ký à, họ à, và và đã đăng ký và họ viết tắt của họ được đưa vào danh sách người chiến thắng công khai nếu họ chiến thắng và trên bảng xếp hạng trong suốt cuộc thi nếu nhiều người dự thi có cùng số lượng bài dự thi và đủ điều kiện như nhau cho lần trúng thưởng cuối cùng người giành được vị trí và có tên trong danh sách người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên hoặc là lựa theo phần mềm tất cả những người chiến thắng sẽ được yêu cầu tạo tài khoản vào trết để nhận mã thông báo từ cuộc thi nha bất kỳ người nào ở các quốc gia sau đây đều bị hạn chế tham gia cuộc thi này miếng điện nè. rồi tất cả những đây không có Việt Nam nha rồi thông tin được gửi đến cùng Gửi cùng với một nhập phải tuân theo à, chính sách bảo mật ha. Rồi đọc chính sách bảo mật. Cuộc thi này được tổ chức bởi Braintricks nhằm mục đích là tiếp thị và giáo dục cộng đồng không được hiểu à, dưới bất kỳ hình thức nào như một cách để gạ gẫm mua hàng. à bằng cách tham gia cuộc thi này, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ Braintricks qua email, phương tiện truyền thông để xã hội ha, các kênh truyền thông. Đó, cuộc thi này không được tài trợ, xác nhận hoặc quản lý bởi bởi liên kết với Facebook, Twitter, Youtube à, Các mạng xã hội khác ha Và bạn hiểu rằng à, Bạn đang cung cấp thông tin của mình cho Brandtest Chứ không phải Facebook, Twitter, Youtube Và Brandtest, Link hay là Google Đó Thì mình bấm vào quy tắc này Mình à, sẽ đóng các quy tắc như vậy xong Anh em nha Ok Thì trên đây mình đã hướng dẫn cho anh em cái cách à, Tham gia cái, à, cái, cái à, phần may mắn ha may mắn để mà trúng thưởng cái dự án là brain Trust. rồi ok thì video đến đây xin kết thúc anh nha anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình Đó, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo chúc anh em đăng ký dự án này thành công và gặp nhiều may mắn ha và sẽ nằm trong cái danh sách những người may mắn của dự án này ha